Trước hết xin chúc mừng bảy pho tế. Bảy pho tế này, nhớ đến bảy pho tế xưa các tông đồ đã được chọn là thánh hiến. Tôi rất là vui mừng vì này, lúc này các thầy đã thực sự trở thành pho tế của giáo hội. Và chính qua những cái thành quả này nói lên lòng yêu thương của Chúa, của rất nhiều người đã và đang dành cho các thầy, để các thầy vừa là hồng ân của Chúa, của mọi người, nhưng mà để cái mục đích quan trọng nhất là để chính cuộc đời và những cố gắng dấn thân phục vụ của các thầy có thể trở nên hồng ân của Chúa và của mọi người, cho tất cả mọi người, người mà nhất là những người mà các thầy sẽ phục vụ. Và ước mong sao cái niềm kỳ vọng và những yêu thương để cho các thầy được trở nên hồng ân đó cũng giúp cho các thầy, thúc nhắc các thầy luôn sống nhiệt tình, trung tín và hạnh phúc, để mỗi một ngày trong đời sống của các thầy có thể vui mừng vì hồng ân của Chúa ban, và mọi người cũng có thể vui mừng vì các thầy thực sự là hồng ân Chúa ban cho người ta, nhất là những người mà đang cần sự phục vụ của các thầy. Kính chúc các thầy được điều đó luôn mãi.